Tiên xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trần Tiên Family, cuộc sống mới nhật của gia đình Tiên nha. Tiên đang ngồi ở ngoài đợi chồng Tiên đưa bé An với bé Na vào nhà trẻ nè bà cô chú ơi. Đang ngồi đây đợi nè, thì Tiên thấy chị này lái chiếc xe ba bánh mà phía trên là có cái thùng ghi chữ giả khuất á, hoặc là giả cứ đưa tổ đọc bằng tiếng Nhật. Cái này là đi giao hàng ở bên Nhật này á. Ví dụ như mình không có tới siêu thị mình mua, hoặc là mình mua với số lượng lớn á, thì sẽ giao tặng nhà như thế này. Chị này đang đi giao hàng cho nhà trẻ nè. Bây giờ là Tiên với chồng Tiên đi cửa hàng 100 Yên để mà mua một số đồ chuẩn bị cho chuyến du lịch Gifu 2 ngày 1 đêm nè bà cô chú ơi. Thì gia đình Tiên định là tối hôm đó sẽ nấu barbecue, có nghĩa là nướng thịt á. Thì cửa hàng 100 Yên này có bán những cái đồ linh tinh mà dành cho mình nướng thịt. Ví dụ như đốt lửa rồi mấy cái tăm để mình ăn xiên que hoặc là cái này cái kia đó. Mua ở đây xài thì rẻ hơn. Tiên với chồng Tiên đang đi mua nè. Tiên thấy ở đây thì có rất là nhiều đồ luôn. Ví dụ như đây là cái bàn nhỏ nè, mình nướng thịt xong cái mình ngồi mình ăn được á, lắp ghép như thế này thấy rất là dễ thương. Tiên nghĩ là ở chỗ nhà Tiên thuê khách sạn ở đó thì người ta có chuẩn bị sẵn hết rồi nên không có mua. Còn cái này thì đâu là mình lắp ghép lại, mình dùng để đốt lửa thế này nè. Đây Tiên thấy có hai miếng, nhiều cái đốt nước gì nữa nè. Này nè, này ôi chồng Tiên hết cái này để dành mình đốt lửa nè. Mà cây như thế này nè, nhìn đẹp dữ vậy ta. Mua luôn rồi kìa. Mà cô chú biết cái này là cái gì không? Tiên thấy cái này lạ lắm nè. Cái này là để dành mình nhóm lửa. Trong đây thì Tiên thấy là bột, còn bên đây một dạng nữa là dạng như là nước nước keo vậy đó. Khi mà mình đốt than này kia, mình sử dụng cái này nè. Đây nữa nè,花火あるやん。花火？うん。これ？あ、違う違う。それ違う。なんか。何？こういう、まあ、こういうやつ。こういうやつここに向けて火つけると、ろうそくみたいに火がつく。おー。まこちゅうおい、これね、ちゃんてぃ nói lạ lắm ね。ずっとその火をずっと眺めてくっていう。おー。ちゃんてぃ nói là cái cục này á。こういうとこ入れといて。あー、cái cục này mình để vô đây。Rồi mình để như cái dạng mà cái này để nhóm lửa thế này nè, cái dạng này hoặc là cái dạng này mình để vô xong cái đốt lửa cháy lên như này. Cái mình nhìn cái cục này hoài luôn, chừng nào cháy tàn thôi. Vừa sáng vừa giống như để giải trí hay sao, đốt lửa cắm trại. Thú vị quá, nhiều cái lạ lạ nè. Xong Tiên vô đây cái dính ở đây luôn. Bên đây là đang là mùa hè đó, nên thường là người ta sẽ đi cắm trại hoặc là đi chơi gì đó. Còn mấy cái này á, chồng Tiên hỏi đố Tiên là cái gì thì Tiên nói mấy cái nĩa, cái mũ này nè. Chồng mới bảo thêm á là cái này á, mình mua về gì là không có sử dụng liền được đâu. Thường là cha mẹ sẽ tập cho con lấy cái đồ dao hoặc cái gì đó mình gọc sao hồi cho thành cái sản phẩm như thế này nè. Giống như kiểu là mình cùng chơi cùng với trẻ, mình rèn luyện cùng với trẻ vậy đó. Tập cho trẻ là mấy cái đồ thủ công thế này nè. Hay nha. Người lớn làm cũng được, còn trẻ làm cũng được. Cái này Tiên sờ Tiên thấy nhẹ te à. Chắc là Tiên nghĩ là gọc nó cũng mềm, tự làm ra sản phẩm. Hay nha. Cửa hàng 100 Yên mà đủ thứ đồ hết trơn luôn. Nè, nay Tiên đi là Seria. Mà cô chú ơi, chồng Tiên mới nói cái này còn thú vị hơn nữa. Mà cô chú cho với mọi người nhìn cái này tưởng là cái gì? Giống cái đồ tóc đúng không? Thì đúng, nó cũng giống như cái đồ cột tóc gì đó. Nhưng mà cái này á, mình buộc cho cái tay mình thế này nè, thì cái này nó sẽ phát ra cái mùi. Và cái mùi này á, con mũi nó sẽ không có lại nó cắn mình. Mũi côn trùng này kia, giống như để là phòng mũi côn trùng. Mấy cái này cũng vậy nữa nè. Ui, cửa hàng 100 Yên mà Tiên thấy nhiều đồ linh tinh, thật sự rất là nhiều công dụng luôn nha. Thì hiệu quả tới đâu thì mình không biết, nhưng mà là cái công dụng vậy đó, tạo ra cái mùi thơm này cho mấy con côn trùng nó không có lại. Đây nữa nè, này là để vào cái nón nè, treo lên cái nón.
rồi máng vào chỗ này chỗ kia, ui đủ thứ hết. Còn cái cắt cắt lưỡi sen cũng được chứ, được hết. Mua đồ xong xuôi hết thì bây giờ hai vợ chồng Tiên đi về nè. Khách sạn chuyến này chồng Tiên mướn á thì không có trang bị cái gì cho mình hết trơn á, ví dụ như khăn tắm, đồ ngủ hay là kem đánh răng này kia á, tất cả là mình phải đem theo. Nhưng bù lại cái là chỗ này không khí rất là yên bình, rồi cảnh cũng đẹp nữa. Để mai Tiên đi rồi Tiên quay cho bà cô chú xem nha. Bây giờ thì để chuẩn bị cái đã. Chồng Tiên mới vừa đi đón mấy đứa nhỏ về nè bà cô chú ơi. Hai chị đang ngồi ngoài ăn. Cái này là chồng Tiên chuẩn bị cho ngày mai đi nè. Astana nè, chưa Lizato. Thì cái chỗ mà như khách sạn ngày mai gia đình Tiên đi đó là không có chuẩn bị gì chứ. Đâu kem đánh răng, khăn này kêu không có luôn. Cái gì con? À, mẹ lấy quýt ra cho con thì con quýt đi. Nè, xin chào bà cô chú. Nè, cho con hai trái luôn nè. Mấy rồi gì còn lại ăn đâu. Sao vậy? Nhưng mà bình thường mà. Ôi, xanh tí không được. Vậy ra khỏi ăn luôn nha. Mẹ cho na trái này á. Ăn không? Ăn không? Dạ mẹ à. Xanh tí cũng la làng. Mẹ la. Chồng Tiên mua thịt này kia xong xuôi hết trơn để ngày mai làm món thịt nướng nè. À, này là thịt heo của Mỹ, America Mỹ. Và cái này là ngày mai ăn tráng miệng gì nè. À đấy, sono hotel wa ano hamigaki tao de nani nani mo nai. Nó sẽ ngày mai không có kem đánh răng, không có khăn, không có cái gì hết trơn á. Rồi bây giờ nhà Tiên phải đem theo rồi chuẩn bị đủ thứ hết trơn. Cái túi này nè là cái túi mà giữ lạnh nâng bà cô chú, chồng Tiên mới mua luôn để ngày mai đem theo thịt đồ heo như thế này nè. Cô Ba Na có ăn ngoài nãy giờ là Tiên cho cho một trái quýt này đó nè. Hồi ơi, sữa chua ăn đổ dữ vậy ta. Đâu đưa cái hũ sữa chua cho mẹ xem ngon hết chưa. Đưa cái hũ sữa chua cho mẹ xem nè. Ồ, ăn cũng giỏi quá ta. Cái muỗng đâu? Cái muỗng múc đâu? Cái muỗng đâu? Cái muỗng mẹ cho con ăn rồi con để đâu rồi? Quăng bỏ rồi phải không? Cái muỗng đâu? Cái muỗng này nè. Cái muỗng này dành múc con để đâu rồi? Dưới đó hả? Sao con không lượm đi? Con lượm cho mẹ đi. Nè, con lượm cho mẹ đi. Con lượm cái này cho mẹ nè. Mẹ cảm ơn con. Cảm ơn nha. Đấy. Rồi mẹ cho ăn quýt nha. Ăn xong mẹ dịp nè. Đây. Nãy giờ ăn trái gì đâu mà cô chú ơi. Quýt này thì không có hộp. Mời gì nè nhà trẻ về đây. Ngon à? Ngon à? Ngon ăn nhiều giờ. Con nghe hả? Để tí mẹ vét cho ăn nữa. Ăn xong đi mẹ cho ăn chi nè. Ngon ha. Cái quýt nhỏ xíu à, đâu có khoanh tròn tay tí gì, cái muối thì nhỏ xíu à. Mùa này không phải mùa quýt. Còn nhóc chân. Để mới đút cho, thì Tiên đút cho chị ăn cái này xong hả. Cho con xin. Cầm là bóp. Bóp dễ cầm hay sao đâu á.
Trầm tiên nãy giờ đi cửa hàng 100 yên về xong. Ê. Ờ đi mua giày. Ben, giày của Ben nè. Ơ giày của Ben đẹp ta. Ai mua cho con vậy? Cha con cảm ơn cha chưa? Arigato. Arigato datte. Tao tặng 2 kìa. Đi cửa hàng 100 yên về cái tiền thì chỉnh clip. Chồng tiền đi mua. Quần. Đi chơi mua đồ dữ ta. Thằng ơi. Quần hai mèo, ba mèo. Trời. Thằng mua mấy đứa nhỏ không áo nữa kìa. Ngon hả? Một cô chú nhìn nè, khoái ăn chi dữ lắm. Dễ dàng đang ăn cục nữa kìa. Mà đang xem tivi thì không dám dở lên nữa. Nhưng sao bị dính bản quyền. Đang ra đây mày quay Ben cái cỡ Ben. Ben đứng gần cái tivi mày không dám quay nữa. Ở đây quay Ben ăn chi cho bà con suối xem cái cai. Con đứng đây nè, con đứng đó mày quay cái thấy cái tivi. Nè nè đúng rồi nè, đâu rồi, đâu rồi. Đúng rồi. Đâu, ngon. Ben ăn chi mà cô chú ơi. Ăn cái này là mình cao lắm Ben. Đã ta, được tôi sang mua đá dây, đã ta. Ngày mai mang ha, mai mang đi chơi ha. Ok. Ê, mang đi hơi quen cũng được nữa, đi nhà trẻ cũng được nữa, ngày mai đi chơi cũng được luôn. Mai mai đi chơi ha. À, Mizumoti kìa. Chồng tiếng này chuẩn bị. Đem nước đem này đem kia kìa. Ê, thùng này kia đem tùm lum ra hết trơn đây mà làm đồ nướng đó, đem đi theo á. Chuẩn bị vậy nè. Tiền quà thì chuẩn bị chung với chồng tiền. Cho mấy đứa nhỏ nó ngồi nó xem tivi. Hai vợ chồng tiên dọn đồ xong xuôi. Chồng tiên đang ngủ uống cà phê. Tiên thì tranh thủ vô làm cơm nè. Hôm nay tiên nấu cũng đơn giản à. Thịt kho trứng cút với lại củ cải. Bên đây tiên để ý ấy nha. Cái túi mà người ta bán dành cho mấy bà nội trợ đi siêu thị á, ví dụ như cái túi tiên đang cầm nè, là người ta chế tạo ra gọn lắm kìa. Xài xong cái mình xếp lại, xong cái có gọng dây cho mình buộc lại thế này nè. Cái của tiên này là to đó nha. Còn có cái á, người ta chế tạo xong cái xếp gọn lại còn có nắm tay à, mà bịch lại được luôn. Bởi vậy khi đi ra ngoài á, lúc nào người ta cũng để trong cái túi xách một cái túi nhỏ thế này nè. Có mua sắm gì cái người ta mua. Ít khi người ta sử dụng bọc ni lông lắm. Bà cô chú nhìn Na nè. Đi đâu mà bẹp 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 cái chứ. Bắt được rồi đi đâu. Dễ dàng tới. Dễ dàng tới. Đi đâu đó. Về tay gì đâu mà cô chú ơi. Vậy nè. Cái chân của chị không có mang vớ đó. Chị đi cà bẹp 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 bẹp. Đó. Thôi đi lại tô sàn đi. Tô sàn đang uống cà phê kìa. Rồi cái này vừa đi vừa vớ tay nha ta. Chị ơi. Ai bên đường đá chạy lên chị Hai An, đi chạy lên chị Hai An nhanh lên, chị Hai An thương kìa, chạy lên chị Hai An. Đây nè đây nè đây nè cô ơi, cô ơi quay lại biết quay không, quay đầu xe lại đi. Giở tay đi đi theo mẹ nè, lại coi tô sẵn cà phê. Chú đi nơi, đi lại coi tô sấu cà phê nhanh lên. Nhân làm gì đó. Bye bye. Bye bye nè. Bye bye. Đi đây. Bye bye. Cái này tiên không biết gọi là thịt gì nữa, không biết là thịt ba chỉ hay là ba rọi nữa, mà mở thế này nè. Bên đây tiên thấy người ta bán thịt đó nha, người ta lóc bỏ cái da mất tiêu à.
Nếu muốn ăn cái món gì mà cần có giá, ví dụ như là thịt heo quay này kia, thì Tiên thấy phải đi chợ Việt Nam mới có thôi. Ở Nhật là trước giờ là Tiên chưa thấy bao giờ luôn. Làm YouTube này nè, cũng mắc cười lắm. Như lúc nãy Tiên quay cái cảnh mà ướp thịt nè, rồi bắt chảo lên khử tỏi này kia xào xào, xong xuôi coi lại thì không có đâu hết trơn. Lý do là Tiên không có bấm cái nút quay, mà lâu lâu thỉnh thoảng là bị hoài vậy đó. Quay cho đã rồi coi lại không có đâu hết trơn. Thì cái này Tiên làm cũng giống như lần trước thôi. Tiên sẽ khử tỏi và thịt thì Tiên sẽ ướp trước. Khử tỏi xong thì Tiên xào săn thịt. Sau đó Tiên sẽ lấy cái miếng khăn giấy á, Tiên lau cho bớt dầu, rồi Tiên mới để nước màu vào. Mà cái nước màu này của Tiên nè, là từ lúc mà mẹ Tiên về tới giờ á, nên tới đây cũng mấy tháng rồi. Tiên thì chưa có nghe nước màu để lâu ăn bị bệnh gì chân, nhưng Tiên không biết có sao hay không nữa. Cũng lo lo, mà cái keo đầy lắm, bỏ thì cũng thấy uổng. Mẹ đang phụ Tiên luộc trứng, bà cô chú ơi. Tiên kho cái nồi thịt này. Sao được ạ? Xong rồi mẹ hả? Đây con ạ. Con xúc miso đây con không? Dạ mẹ. Mẹ nấu cho con hả? Trời ơi! Nghe cái gì mà để sát cái tay vậy? Nhảy dơ 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 dơ. Nghe mà để sát cái tay vậy đó ơi. Thích âm nhạc lớn. Ơi làm tập trung nha, không thôi luộc ơi lột cái trứng xấu quắc nha. Tao bày thả vô cái lột cái trứng này chưa con? Ở cho mẹ hả? Rồi hết rồi. Con mở lại đi. Nó có con. Ấm nè hả? Ấm nè, sao mẹ làm cơm? Để hơi nóng rồi, để mẹ đi ăn. Sao? Mẹ đang làm. Nè con nhìn nè. Giờ này mẹ cho nè ăn trứng. Nhìn nè, con nhìn nè, con nhìn nè. Ăn nè. Đến rồi được. Ấm nha. Ai ai mẹ cô chú ơi. Ừ cái này con chưa có ăn được đâu, mẹ nấu một tí chín mới được ăn. おやつとかも食べて。どういうこと？ゆっくりの食べ。うん。ゆっくり食べやゆうちゃん。また？気持ち悪くなっちゃう。そうだよ。うん。Mấy cha con đang ăn thế này nè. Cái xong Tiên ra chuẩn bị ngồi ăn để mà quay, thì cái máy camera hết pin rồi, không có quay tiếp phía sau được. Video ngày hôm nay Tiên xin phép kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại ông bà cô chú và mọi người vào chuyến du lịch ngày mai. Tiên xin chân thành cảm ơn.